Rồi con xin chào các bác đi làm trên toàn quốc luôn. Hôm nay buổi chiều cũng có 5 cây sườn nha. Con đưa lên đây có bác tham khảo, nếu mà bác nào ưng được cây nào thì alo con cây đó. Con có 2 cây 700C nha các bác, 3 cây 688. Đó, bác nào thấy ưng được thì alo con ha. Đầu vô con giới thiệu cây Trung Quốc nè. Cây này cây sườn đời mới nha các bác. Đó. Này trước có đóng cái gì đó, cái gì nè. Cái gì da bằng nè. Đó. Nhưng mà cái sườn này nó không có sườn da băng đâu nha, sườn này sườn Trung Quốc Đài Loan như thôi. Sườn sơn ghim ha, sườn 700C, sườn sắt. Con này cao 51 nha bác, cao 51 ngang 52. Đó, sườn này sườn bãi về cũng nói chung là khá là nước sơn khá là đẹp nè, màu đen. Đó, này dành cho mấy bác học sinh là mấy bác lớn lớn tuổi mà không cầu kỳ là ngon lành luôn ha. 51. Xây 51 có cái yên như này luôn ha, cốt yên không có dính nha các bác, ngon lạnh nha. Cái yên này con của Trung Quốc thì con không có gỡ ra không bán đâu. Đó, số đông đầy. Đó, số đông đầy ha. Rồi cái sườn này cao 51 ngang 52, sườn số 1 con bán với giá là 800k bao ship nha, 800k bao ship cho cái sườn này 700C nha các bác, 800k bao ship cho cái sườn 700C này đời mới bác ơi. Alo con. Rồi con giao tiếp cho các bác xem cái sườn số 2. Cái sườn này là cái sườn Bigaton nha các bác, Bigaton. Sườn 68, hiệu Godman. Đó, số thì ông đầy ha. Ừ, số thì ông đầy. Đó, kiếm rồi nước sơn rồi ghim hết nha. Con này chắc cao. Rồi con này 56 nha, cao 56 ngang 52 nha các bác, chén cổ rồi ghim ha, vào giữa rồi ghim theo xe ha. Đó, nước sơn rồi thì ghim. Đó, còn khá là đẹp. Rồi cây này con giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship nha. 1 triệu đồng bao ship với cây này. Đó, thanh lý luôn. Không biết bác chị cao cao mà. Cây mã số 2 ha, Godman. Rồi cây này cây mã số 3 luôn. Cây này cây mã số 3 là cây này là cây 608 luôn nha bác. Đó, 608 luôn, có biên này có không dính luôn ha. Đó, nó còn bán cốc yên với vào giữa không cũng đủ tiền mấy cái sườn này luôn. Rồi cái này là mắc cái ngàm trước nha, cái này còn cái ngàm sau, cái ngàm sau ghim ha bằng nhôm. Nó mình về mình muốn xả cái này bỏ luôn, mình chơi theo kiểu cái ngàm thọt luôn ha. Rồi cái này cũng không dính cốc yên, không dính nha, màu sơn luôn, ghim luôn. Rồi cái này cũng giao lưu với giá, cái này cũng cao 56 luôn nha bác, 56 luôn ngang 54. Con này ngang 56 cao 5 ngang 55 cao 56 ngang 54 luôn, sơn ghim hai mắt ngàm trước. Rồi cái này con giao lưu với giá là 1 triệu 100 luôn. Cho mã số 3 có sườn màu đỏ. Cái mã số 3 sườn màu đỏ, nội mới có quyền không muốn đủ tiền nha các bác. Rồi. Con giao lưu một cái sườn nhôm nha. Sườn nhôm kiếm sắt. Nó hàng này hàng Đài Loan sản xuất xuất Nhật nha. Thường sườn 700C chuẩn. Sườn này đẹp. Nước sơn thì còn khá là đẹp luôn. Nó rồi con hôm nay xả sườn luôn, sườn nhôm nha, sườn nhôm nha, đuôi rồi nhôm rồi ghim hết trơn nha các bác, đậu vừa giữa rồi ghim hết nha, chạy bạc đạn luôn nha. Nó ghim hết đó, còn cái kiếm bằng sắt nha. Rồi cái sườn này cũng khá là đẹp nha các bác. Rồi cái sườn này số thì đóng đây ha, nó đóng đây. Rồi cái sườn này là sườn hết, nó có cái hãng nào nó cũng không nhớ hết biết được luôn mà. Nó dùng cái nhiều hãng quá trời, mấy cái hãng này mình không có biết, mấy hãng lớn lớn thì mình dành, còn mấy hãng này nhỏ nhỏ thì mình thua. Rồi cái sườn này con giao lưu với giá là 1.800.000 bao ship luôn nha, 1.800.000 bao ship cho cái sườn nhôm này luôn. Đó, bác nào được alo còn 700C chuẩn nha. Đó. Rồi còn có một cái sườn này là cái sườn 700C nha các bác, 700C luôn, sườn này 700C luôn, sườn 700C, Olympic, Fuji, sườn này sườn Nhật nha. Rồi cái sườn này màu xanh nè, đặc trưng nha, gom được ghim được đầy đủ hết nè, 4 cục gom ghim luôn, sáng trưng luôn, nó. Còn cái sườn này cao cũng để con coi kìa.
con này cũng cao 50, ngang 55, cao ngang 54, cao 55 luôn nha các bác. Cúc yên được cũng ghim hết trơn ha, không sức mẻ gì hết nè. Đó, cái này thì 4 cục gom ghim, tay thắng ngàm thắng ghim. Rồi màu sơn ghim. Nó có cái đồ bắt ra cầm đây nè, dự trù đi ha. Ừ, rồi, rồi giữa đồ ghim hết nha. Rồi cái sườn này đặc trưng của nó là đẹp, nước sơn cũng đẹp. Nó đều hơi cao thôi. Rồi cái sườn này con giao lưu với giá là 1.400.000 bao ship luôn nha, bắt đầu thấy được thì alo con. Rồi con có cặp bánh luôn nè, cặp bánh này cặp bánh 7MC nha các bác. Đó, cặp bánh 7MC ha, cầm inox đầu thao. Ừ, nghiền thì nghiền Agaya nha, Agaya 7MC nha. Đó, Agaya 7MC. Cái đùm này dạng như cái đùm lớn, mà cái đùm này là đùm của hãng của Malaysia sản xuất nha các bác, chứ không phải là China, ố chứ không phải là Trung Nhật. Tại vì thường cái đùm này nó có loại Nhật sản xuất, loại Malaysia sản xuất, nhưng mà đồ Malaysia cao cấp sản xuất á. Cái gì Nhật vậy? Mình nhìn mình sơn nghe mình không biết tưởng Nhật không. Đó. Rồi cặp bánh này khá là đẹp nha các bác, sáng nha. Đùm cũng còn sáng lướt. Rồi cái đùm sau của nó nè. Cũng đóng Malaysia ha. Có trên này có cái clip 7 luôn, xài ngon lành hai. Rồi xài ngon lành luôn ha, đâm bánh vỏ ruột ngon lành. Đây Agaya luôn ha, Agaya 3.C ha, cầm inox đầu thao, vỏ ruột ngon lành. Rồi cặp bánh này còn giao lưu giá là 1.450.000 bao ship luôn. Đó, 1.450.000 bao ship cho cặp bánh luôn, nếu mà bác nào thấy ưng được alo luôn ha. Nó cái bánh cũng có khá đẹp nha, vỏ ruột thì nó cái sào, cái vỏ ruột sau thì ngon lành này, cái vỏ ruột trước thì nó hơi bị mục, nó vỏ ruột trước cây tà lông nó mục, mục tà lông. Ừ, rồi bác nào thấy được thì alo con luôn. Rồi hôm nay còn có mới gì đó, bác nào thấy được cái nào thì alo con cái đó ha. Con xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ.